Thưa quý vị, trẻ nhỏ từ 0 cho tới 6 tháng tuổi hệ tiêu hóa thường rất non nớt và vì vậy việc tiệt trùng bình sữa, pha sữa theo khuyến cáo rất quan trọng với sức khỏe của các bé. Bởi vì nếu như không làm đúng thì có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Như là trường hợp của bé gái 3 tháng tuổi tại Kiên Giang được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh với chẩn đoán viêm ruột nhiễm trùng. Khai thác thông tin, bác sĩ mới biết rằng trẻ được uống sữa pha bằng nước sông có lắng phèn và không được đun sôi. Trước đó trẻ có biểu hiện sốt, tiêu lỏng phân đen từ 2 đến 3 lần trong 2 ngày. Gia đình đã đưa trẻ đến bác sĩ tư ở địa phương, sau đó chuyển lên các tuyến huyện và tỉnh rồi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết. Sau khi hội trần toàn viện, các bác sĩ quyết định nội soi tiêu hóa, thám sát ổ bụng. Kết quả nội soi tiêu hóa ghi nhận nhiều run ở tá tràng, gây viêm loét chảy máu niêm mạc đường tiêu hóa, viêm phù nề niêm mạc dạ dày, tá tràng, đoạn cuối hồi tràng. Bé gái được chuyển khoa hồi sức ngoại, tiếp tục điều trị hỗ, trợ hỗ trợ về hô hấp, tuần hoàn, chuyển máu và chế phẩm máu, sử dụng kháng sinh, vitamin K1, thuốc sổ run. Hơn một tuần sau, trẻ đã tỉnh táo. Qua thăm hỏi người nhà cách chăm sóc trẻ, được biết trẻ bú sữa bằng nước sông lắng phèn không đun sôi. Do đó, ông nghi ngờ trứng run xâm nhập từ đường này.